Kể từ ngày 17 tháng 4, Cục Hàng không Việt Nam triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực khuôn mặt hành khách để làm thủ tục đi máy bay nội địa tại sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội. Ứng dụng này nhằm hỗ trợ khách hàng rút ngắn thời gian làm thủ tục, tránh ùn tắc. Đây là nhiệm vụ Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công an thực hiện trong năm 2023. Tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không Bamboo Airways, đơn vị tham gia thí điểm trong đợt này, hành khách sau khi nhận vé máy bay, gửi hành lý, nếu có căn cước công dân gắn chip điện tử, sẽ được nhân viên của hãng dán tem hướng dẫn tới cửa an ninh riêng. Thủ tục này không bắt buộc và được thực hiện trên tinh thần tự nguyện của hành khách. Việc triển khai thí điểm được thực hiện tại một làn khu C, tầng 2, nhà ga hành khách T1. Theo đó, hành khách khi đi qua cửa an ninh sẽ đưa căn cước công dân gắn chip vào máy quét, đồng thời hướng mặt về phía camera chuyên dụng. Camera quét nhận diện khuôn mặt của khách và đối chiếu với hình ảnh gốc trong kho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những cái thuận lợi của việc sử dụng căn cước công dân gắn chip thì nếu như chúng ta cài đặt ở tại cửa khởi hành hay là tại cửa an ninh soi chiếu thì có thể giảm bớt được cái sự tiếp xúc giữa hành khách với cả nhân viên, đặc biệt là trong thời điểm dịch đang diễn biến cũng khá là phức tạp như bây giờ. Hơn nữa là có thể giảm được về nhân lực đối với cả cửa tự động thì khách có thể tự động làm thủ tục. Khi qua gate thì khách cũng có thể tự động đặt lên để tự động boarding thì cũng sẽ giảm được nhân lực cho hãng không cũng như cho cũng như đối với nhân viên an ninh soi chiếu. Cục Hàng không cho biết, việc thí điểm xác thực sinh trắc học tại sân bay Nội Bài sẽ được triển khai từ nay tới 17 tháng 5. Sau đó sẽ tiến hành đánh giá, nghiên cứu để xây dựng những phương án tiên tiến, phù hợp, hiệu quả.